thầy lang nức tiếng với bài thuốc chữa sỏi thận bằng lá cây tươi ở Bắc Giang. Bằng phương pháp bí truyền, ông Nguyễn Minh Chu, sinh năm 1931, trú tại thôn Tiền Đình, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 60 năm qua đã chữa trị cho không biết bao nhiêu người khỏi bệnh sỏi thận chỉ với một nắm lá cây tươi. Dũng sĩ diệt mỹ diệt sỏi thận. Ông Nguyễn Minh Chu có vẻ ngoài hiền lành, chân chất, chân đi đất, quần sắn ống cao ống thấp. Trong ngôi nhà ba gian thấp lè tè đã có những vị khách tứ phương đến xin thuốc. Chưa kịp để khách nói gì, ông cười nói: "Các chị trẻ thế này chưa mắc bệnh sỏi thận được, các chị đến đây có việc gì, đến hỏi thuốc cho người thân hả?" Ông Nguyễn Minh Chu sinh ra trong một gia đình nghèo, có 5 anh chị em, 3 trai, 2 gái. Tuy nhiên, ông lại là người duy nhất được bố truyền lại cho bài thuốc nam chữa sỏi thận gia truyền. Ông nói về bài thuốc gia truyền của gia đình với giọng đầy tự hào: "Từ đời ông nội, đời bố, rồi bây giờ tới lượt tôi là đã trải qua 3 đời làm nghề thuốc nam. Nhưng tôi luôn tâm niệm một điều là chữa bệnh, cứu người để tu nhân. Nhưng tôi luôn tâm niệm một điều là chữa bệnh, cứu người để tu nhân, tích đức cho con, cho cháu, chứ không phải vì mục đích kinh doanh lợi nhuận." Nơi ông Chu ở là một căn nhà ngói ba gian cũ kỹ, đồ đạc sơ sài. Tài sản trong nhà chỉ có chiếc tivi cũ là có chút giá trị. Nhưng với ông, quý giá nhất là những tấm bằng khen của đảng, nhà nước trao tặng, được ông treo ở vị trí trang trọng nhất trong nhà. Huân chương kháng chiến hạng nhì, bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh đoàn 559. Trong nhiều trận đấu, ông đoạt được nhiều thành tích, nhất là trong trận đánh cao điểm 62 ở Quảng Ngãi. Sau 2 ngày chiến đấu giằng co ở cao điểm 62, ông đã liều mình chuyển khẩu Đạ Liên từ cao điểm về làng Hòa Vinh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi và tiêu diệt được 47 lính Mỹ. Ông vinh dự được nhận bằng khen dũng sĩ diệt Mỹ. Hơn 60 năm làm thuốc, chữa bệnh, ông không thể nhớ hết được có bao nhiêu bệnh nhân ở mọi miền đất nước nhờ ông chữa. Cuộc trò chuyện của chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi những cú điện thoại. Có người điện thoại tới nói đang trên đường đến lấy thuốc như đã hẹn, có người ở tận Nha Trang, Khánh Hòa, thậm chí có cả bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cũng điện thoại cho ông để nhờ tư vấn bệnh tình. Ông Chu còn nhiệt tình gửi thuốc qua đường bưu điện cho bệnh nhân nếu họ không có điều kiện ra lấy thuốc. Tiếng lành đồn xa, số người tìm đến nhà ông Chu ngày càng nhiều. Ông kể: "Tôi nhớ ngày ấy bố tôi còn sống, khi ấy tôi mới lên 10, ông cụ đã cho đi rừng cùng. Tôi biết những loại lá cây làm thuốc chữa sỏi thận từ ngày đó. Lớn lên, tôi chỉ được giao làm các công việc hái lá, rửa lá và giã. Mãi tới sau này, khi sắp mất, cụ mới truyền lại nghề cho tôi. Cụ không chữa được nhiều bệnh, nhưng riêng với sỏi thận thì chưa đào hàng trường hợp nào." Ông Chu tự hào khi nói về bài thuốc gia truyền của gia đình mình. Phương thuốc đặc trị bệnh sỏi thận. Theo ông Chu, việc chữa bệnh trong cây thuốc nam không giống như thuốc bắc hay thuốc tân dược mà phải chữa bằng cả tâm linh và cây thuốc. Qua cách lý giải của ông, chúng tôi mới hiểu tại sao các thầy lang thường nhờ thần rừng, thần núi, thần cây để lấy được đúng cây thuốc chữa cho người bệnh. Ông cho biết: "Tôi lấy lá thuốc ở núi Ao Dời, núi Hót. Trước khi đi hái thuốc, ra khỏi cổng, nếu gặp người là tôi lại phải quay về rồi đi lại. Có cây tôi cắt ngọn, có cây cắt cả gốc. Có loại lá tôi chỉ được lấy vào đúng 5 giờ sáng. Có loại lấy vào lúc chiều tối khoảng 17 giờ. Ông Chu cũng cho biết thêm, lấy lá thuốc cũng cần hợp tay. Trước kia anh trai ông cũng thử theo ông lên rừng hái lá thuốc nhưng không lấy được, trong khi ông hái rất nhiều lá. Bài thuốc chữa bệnh của ông Chu có gần 20 vị như cây bông lá đề, lá câu, chắc chuyền, cỏ xước, nha đam. Bí quyết trong phương pháp bốc thuốc của ông là sử dụng trực tiếp lá tươi kết hợp với vài lạ lá phơi khô, chứ không sao vàng hạ thổ như những thầy thuốc khác. Các loại lá đem về, ông rửa thật sạch, để rau nước rồi đem vào giã cối. Ông cho biết, phải giã bằng tay thì lá mới tạo được bọt và nhuyễn, chứ xay bằng máy thì không hiệu quả. Mỗi mẻ, ông giã tán trong khoảng 15 phút, lọc rồi pha chế với 1,5 lít nước sôi để nguội. Thuốc này uống trong ngày, thay cho nước lọc, để dễ uống và bảo quản được lâu, người bệnh có thể cho vào tủ lạnh.
Thấy chúng tôi tò mò về gần 20 vị thuốc, ông cười dí dỏm. Tôi có nói hết 20 vị thì mọi người cũng không biết được đâu. Và lại, đây cũng là bí mật gia truyền, tôi xin phép không chia sẻ. Bài thuốc chữa sỏi thận của ông rất hiệu quả. Có những bệnh nhân sáng uống thuốc, chiều ra sỏi, đó là những trường hợp bị nhẹ. Có trường hợp sốt ruột, muốn sỏi ra ngay. Ông cho biết, có thể làm được như vậy, nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cần phải uống thuốc để sỏi mòn, ra từ từ. Với sỏi kích thước khoảng 1-2 ly, ông khẳng định, chỉ uống thuốc nửa tháng là khỏi. Loại sỏi nặng 4-5 ly, chỉ cần uống hết 10 chai thuốc nước của ông là khỏi, mỗi chai 1,5 lít. Tại nhà ông Chu, chị Nguyễn Thị Đào, Phủ Lý, Hà Nam chia sẻ, tôi đã uống hết 10 lít nước thuốc của thầy và khỏi bệnh. Thuốc dễ uống vì mùi thơm, mát của cây cỏ. Nay tôi lại lên đây, đặt thầy làm thuốc cho đứa em gái. Em gái tôi cũng bị sỏi thận, đi chữa ở bệnh viện mà chưa thấy dấu hiệu thiện chuyển gì. Ông Nguyễn Văn Thành, Hội Người Cao Tuổi thôn Tiền Đình cho biết, tôi bị sỏi thận hành hạ, nhưng khi uống thuốc của ông Chu, được mấy hôm bệnh tình đã chuyển biến, đi tiểu đỡ buốt. Tôi đặt uống thêm mấy chai cho dứt điểm, ông Thành cười sảng khoái. Không chỉ có tài chữa sỏi thận, ông Chu còn chữa được rắn cắn. Người đi rừng nếu bị rắn cắn, lấy lá bồng bột chữa là hết độc. Trước hết băng chặt phần trên vết thương lại cho máu độc không lan rộng. Sau đó đem thái hạt giả lá bồng bột, lọc lấy nước, cạy mồm bệnh nhân, đổ từ từ nước xuống cổ. Đặc biệt, có cách chữa mèo là bố ông truyền lại, lấy vài sợi tóc, bò rối lại và đánh trực tiếp vào vết thương bị rắn cắn. Cách này có tác dụng loại bỏ nọc độc của rắn, ông Chu cho hay. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chữa bệnh trĩ bằng đu đủ xanh, cách chữa lạ nhưng cực kỳ hiệu nghiệm. Rất nhiều người từng ăn đu đủ mà không biết loại quả này còn là phương thuốc chữa bệnh trĩ đơn giản nhưng cực hiệu nghiệm. 1. Tác dụng của quả đu đủ. Quả đu đủ chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, cung cấp nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin A, C, vitamin B1, B2, các khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt, thiamin, ribolavin. Ngoài ra, trong quả đu đủ còn chứa nhiều beta-carotene hơn so với các loại rau củ quả khác. Đó là một tiền chất của vitamin A. Khi vào đến cơ thể, sẽ được chuyển hóa thành vitamin A, rất tốt cho sức khỏe. Theo đông y thì đu đủ có tính hàn, vị ngọt, tác dụng thanh nhiệt, bổ tỳ, làm mát gan, nhuận tràng, giải độc, tiêu thủng. Ăn đu đủ chín vào mùa hè giúp thanh nhiệt, giải độc, thanh tâm, nhuận phế. Ăn vào mùa thu đông thì đu đủ giúp nhuận táo, dưỡng can, nhuận phế, trị khái, hóa đàm. Dùng đu đủ xanh hầm với thịt động vật sẽ làm cho thịt mềm hơn. Những người nuôi con bằng sữa mẹ ăn chăn giò hầm với đu đủ để có nhiều sữa cho con bú. 2. Đu đủ, phương thuốc điều trị bệnh trĩ. Đối với những người mắc bệnh trĩ thì nên dùng đu đủ bằng cách sau. Đu đủ ương 150g và trực tràng heo 100g làm sạch cắt khúc, gia vị gừng hành vừa đủ hầm ăn. Đu đủ chín 50g, hồng xiên chín 50g, dâu tây 50, cho cả 3 loại quả này vào xay sinh tố uống ngày 1-2 lần. Nếu sản phụ bị mẹ trĩ sau sinh thì dùng đu đủ ương hầm chung với xương lợn để ăn sẽ rất tốt. Đặc biệt, cắt một trái đu đủ xanh, quả đu đủ khi cắt phải còn tươi và nhiều nhựa. Sau đó tôi đến giờ đi ngủ thì bổ đôi quả đu đủ đó ra, ấp hai nửa quả đu đủ vào mỗi bên cẳng chân, cúng quay lên trên. Làm như vậy để qua đêm thì mạch máu của bú trĩ sẽ co thắt lại, như bôi thuốc co mạch trực tiếp. Cứ tiếp tục thực hiện cách làm này đến khi khỏi thì thôi. Bên cạnh việc chữa bệnh thì bạn cũng nên ăn nhiều rau củ quả, chứa chất xơ và tránh ăn uống đồ nóng để bệnh nhanh khỏi và tránh tái phát. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
tưởng ăn mít nóng, khó tiêu, ai dè sốc khi phát hiện ra công dụng chữa xấu bệnh tuyệt vời này. Tôi ăn mít thầy cơm như vậy trong 2 ngày liền, nhưng tuyệt nhiên không thấy bị nóng, bị ngứa, bị đổi mụn nhọt hay khó tiêu gì cả. Đây là chia sẻ của độc giả Hoàng Hải Yến, 35 tuổi ở Bắc Ninh, về món mít ưa thích đang vào mùa. Chị đem điều này hỏi bác sĩ dinh dưỡng thì được biết, mít chỉ nóng đối với những ai có cơ địa thường xuyên bị mụn nhọt, chóp lẹo, chỉ khó tiêu với người bị suy nhược cơ thể, sức khỏe yếu kém. Còn lại, với người có thể trạng bình thường thì ăn mít vô tư, bởi mít là loại trái cây giàu năng lượng và rất tốt cho tiêu hóa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mít là loại trái cây có rất nhiều dưỡng chất thiết yếu như kali, vitamin A, vitamin C, cùng những khoáng chất như sắt, magie, đồng, kali và chất xơ và nhiều chất chống ung thư. Do vậy, ăn mít rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người đã có quan niệm sai lầm về loại quả bổ dưỡng tuyệt vời này. Những quan niệm sai lầm về việc ăn mít khó tiêu, không đúng. Vì mít rất hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề đầy bụng, khó tiêu, nó làm giảm nhiệt và kích thích hoạt động của dạ dày, cải thiện dòng chảy của dịch tiêu hóa, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Trong mít có chứa rất nhiều vitamin C và chất xơ có lợi cho tiêu hóa. Chất xơ có trong quả mít được tiêu hóa rất nhanh, cho phép điều chỉnh hoạt động tiêu hóa của ruột. Nó giúp thúc đẩy quá trình loại bỏ chất thải từ thức ăn ra khỏi cơ thể chúng ta. Vì chất lượng chất xơ cao, mít là loại trái cây tuyệt vời có thể giúp bạn giảm thiểu và phòng ngừa bệnh táo bón. Ăn mít sẽ khiến bị tăng cân, không đúng. Ngược lại, ăn mít còn giúp bạn giảm cân rất hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách và hợp lý. Quả mít rất giàu vitamin C, chất xơ, kết hợp với protein làm cho chất béo bị đốt cháy hiệu quả và làm giảm trọng lượng cho cơ thể. Bản thân mít không có chất béo, có chứa rất nhiều chất xơ, cho nên sau khi ăn sẽ chiếm rất nhiều không gian dạ dày, làm cho ta dễ có cảm giác no. Theo đó, khống chế được lượng ăn vào, tránh được tình trạng béo phì do ăn uống nhiều. Mít sẽ làm bạn tăng cân chỉ khi bạn ăn quá nhiều. Nếu ăn với liều lượng hợp lý, mít hoàn toàn có thể giúp bạn giảm cân và tốt cho sức khỏe. Ăn mít nhiều gây nóng, sinh ra ngứa ngáy, chóc lỡ, mụn nhọt, không đúng. Theo chuyên gia dinh dưỡng, bất cứ loại quả chín nào cũng là nguồn cung cấp vitamin và muối khoáng quan trọng trong chế độ ăn của mỗi người. Vì ăn trực tiếp, không qua nấu nướng, nên quả chín giữ nguyên được hàm lượng vitamin và khoáng chất. Trong muối mít chứa nguồn vitamin C, vitamin A dồi dào, giúp cơ thể tăng sức đề kháng rất tốt, giúp cơ thể chống lại quá trình oxy hóa một cách mạnh mẽ. Nhờ những tác dụng như vậy, nên ăn mít không những không gây mụn nhọt, chóp lỡ, mà ngược lại, giúp duy trì đủ độ ẩm của làn da, bảo vệ da khỏi bị khô, bệnh vảy nến, mụn trứng cá và nếp nhăn. Tuy nhiên, chỉ có những người hay bị cơ địa mọc mụn nhọt, rôm sảy hay bị chắp lẹ mắt không nên ăn nhiều. Nguyên nhân là bởi hàm lượng đường cao trong quả chín sẽ làm tăng lượng đường trong máu, là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, nhất là tụ cầu, nguyên nhân gây nên tình trạng mụn nhọt, chóp lỡ. Những lợi ích tuyệt vời khác của quả mít: chống lại bệnh ung thư. Mít rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, kali, góp phần làm giảm nguy cơ stress có liên quan đến nhiều bệnh ung thư. Đồng thời, một nghiên cứu gần đây cho thấy một hợp chất trong quả mít được gọi là linan và saponin có hiệu quả giúp ngăn ngừa ung thư. Những loại chất dinh dưỡng thực vật có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây ung thư ra khỏi cơ thể và làm chậm quá trình thoái hóa của tế bào, nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh liên quan đến thoái hóa. Ổn định huyết áp cao. Kali là dưỡng chất đóng vai trò quan trọng cho những hoạt động của hệ thần kinh, có tác dụng làm giảm mức huyết áp. Trong quả mít chứa hàm lượng kali cao. Với những người bị tăng huyết áp, quả mít có tác dụng tăng cường khả năng giải độc của gan, xúc tiến quá trình chuyển hóa cholesterol và dự phòng xơ vữa động mạch. Ăn mít thường xuyên là cách để làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Giúp xương chắc khỏe. Các nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng các thành phần trong mít góp phần làm cho xương chắc khỏe. Trong mít chứa rất nhiều magie, một chất dinh dưỡng quan trọng cho việc hấp thụ canxi giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương như viêm khớp, loãng xương, ngăn ngừa thiếu máu. Mít được biết đến với tác dụng tăng cường máu, rất tốt vì nó giàu chất sắt. Ngoài ra, quả mít cũng chứa nhiều các dưỡng chất như kali, natri,
vitamin C và vitamin A, nên nó có thể làm tăng sự hấp thu và nồng độ oxy trong máu, giảm nguy cơ thiếu máu hiệu quả. Bên cạnh đó, mít còn có tác dụng thúc đẩy hoạt động bình thường của các tế bào hồng cầu trong cơ thể, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim. Cũng giống như hầu hết các loại trái cây và rau củ khác, mít cũng là loại trái cây thân thiện đối với tim mạch vì lượng vitamin B6 cao trong mít có thể làm giảm homocysteine trong máu, yếu tố gây nên bệnh xơ cứng động mạch. Phòng ngừa chứng quáng gà. Mít chứa lượng vitamin A bằng lượng vitamin A của khoảng 1/4 ly cà rốt, nên loại trái cây này có khả năng phòng ngừa các bệnh về mắt như chứng quáng gà. Giữ tuyến giáp luôn khỏe mạnh. Đồng là khoáng chất giữ vai trò quan trọng trong sự trao đổi chất cho cơ thể, đặc biệt là sự sản sinh và hấp thụ hormone. Ngoài ra, nó còn giúp cho tuyến giáp luôn khỏe mạnh. Mít là nguồn thực phẩm tập hợp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, trong đó có khoáng chất đồng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nguy hại chết người không ngờ từ mướp đắng bạn phải biết. Mướp đắng tuy là món ăn được nhiều người ưa chuộng, nhưng nếu sử dụng không đúng cách sẽ gây nên những nguy hại khôn lường cho sức khỏe. Từ lâu trong lịch sử, mướp đắng đã được sử dụng như một loại thực phẩm trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Mướp đắng được tìm thấy ở nhiều vùng nhiệt đới trên khắp thế giới. Tuy nhiên, mướp đắng chống chỉ định nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú. Hạt mướp đắng có thể gây ra độc tính đối với trẻ em. Mướp đắng chống thụ thai. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một protein trong cây mướp đắng có hoạt tính chống sinh sản ở chuột đực. Uống cao quả mướp đắng 1,7g trên ngày làm tinh hoàn chó đực bị thương tổn và giảm khả năng sinh tinh trùng. Ở chuột cái, tác dụng chống khả năng thụ thai thượng nghịch. Chuột và thỏ có thai bị xuất huyết tử cung khi uống nước mướp đắng. Thiếu máu tàn huyết. Đây cũng là một trong những ảnh hưởng tiêu cực mà mướp đắng có thể gây ra. Những triệu chứng thường gặp của bệnh này bao gồm hôn mê, đau bụng, đau đầu và sốt. Bệnh thiếu máu tan huyết là kết quả của việc thiếu hụt máu do các enzyme không hoạt động được như bình thường. Khi bạn tiêu thụ quá nhiều mướp đắng, lượng độc tố trong loại rau này sẽ có tác dụng đến chức năng của các enzyme gây hại cho sức khỏe. Tăng men gan. Mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi hình dáng tế bào gan. Hạt mướp đắng chứa một chất tên vicin là một độc tố có khả năng gây ngộ độc tầm đầu. Một hội chứng cấp tính gồm nhức đầu, đau thắt bụng và hôn mê. Ngay cả khi mướp đắng trồng ở những vùng thổ nhưỡng khác nhau, thì thành phần trong quả cũng có tỷ lệ và sự có mặt của các vi chất khác nhau. Do đó, nếu cây trồng trên vùng đất có nhiễm kim loại nặng, rất có thể trong quả mướp đắng trồng loại vùng này bị nhiễm kim loại nặng mà gây độc cho cơ thể khi chúng ta ăn nó. Ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Không chỉ gây khó tiêu, phần ruột và hạt bên trong trái mướp đắng còn chứa nhiều thành phần độc tố gây hại cho sức khỏe của trẻ em. Chính vì vậy, bạn không nên cho trẻ em ăn những món chế biến từ khổ qua. Nếu muốn thay đổi khẩu vị cho bữa cơm thường ngày, cần trụng, chần, khổ qua qua nước sôi trước khi chế biến, nấu nướng. Người không nên ăn mướp đắng. Người bị bệnh về gan và thận cần tránh ăn mướp đắng vì chúng rất khó tiêu hóa, có thể gây đầy hơi. Những người bị thiếu men G6PD, loại men có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa của tế bào hồng cầu, nên tránh xa loại rau có vị đắng này. Mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi hình dạng tế bào gan. Hạt mướp đắng chứa một chất tên vicin là một độc tố có khả năng gây ngộ độc tầm đầu. Một hội chứng cấp tính gồm nhức đầu, đau thắt bụng và hôn mê. Người mắc bệnh tiêu hóa. Việc ăn mướp đắng hàng ngày rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy và các vấn đề về dạ dày. Mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi hình dáng tế bào gan. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên.
hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Xếp vài tép tỏi bóc vỏ vào đáy chai nước. Thành quả sau đó khiến chị em nào cũng muốn làm theo. Quá tuyệt vời chị em ạ. Tỏi là một loại gia vị thường được dùng thêm vào các món ăn bởi hương vị thơm ngon và những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Tỏi chứa ít calo, chỉ khoảng 42 calo trong mỗi khẩu phần ăn và nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như vitamin C, vitamin B6, mangan, selen, kali và canxi. Nếu có thể tự trồng tỏi, bạn sẽ không phải lo về chất hóa học, bảo quản. Phương pháp thủy canh tỏi siêu đơn giản sau đây sẽ giúp bạn có những nhánh tỏi tươi ăn quanh năm không phải lo đi chợ mua bán. 1. Dùng dao cắt lấy đáy chai nhựa, chiều cao khoảng 10cm. Chiếc đáy chai nhỏ này sẽ là nơi chúng ta dùng để thủy canh tỏi. Bạn có thể chuẩn bị 2 hoặc 3 chiếc đáy chai đơn giản như vậy. 2. Chọn khoảng 3 củ tỏi giống mẩy không bị héo, trầy xước. 3. Bóc vỏ, ngâm tép tỏi trong nước lọc trong khoảng 12 giờ. 4. Sau đó xếp tỏi gọn gàng vào đáy chai đã cắt sẵn. 5. Đổ nước vào xăm xếp mặt tỏi, chừa một chút chốt để ra mầm. 6. Đặt ở nơi thông thoáng và có ánh nắng. Giờ bạn có thể thư thái, ngắm những mầm tỏi xanh mướt lớn lên từng ngày. Khi mầm tỏi nhô tương đối cứng cáp, bạn có thể trồng chúng dưới đáp vườn hoặc trồng trong các thùng xốp. Lắp đất kín các tép tỏi, rễ tỏi sẽ phát triển nhanh và mạnh nếu gặp thời tiết ấm áp. Sau từ 2 đến 3 tháng, tỏi sẽ ra hoa. Hoa tỏi mọc thành cụm trên đầu, một trục hình trụ từ thân củ kéo dài ra. Bạn có thể thu hoạch những thân trụ và hoa, được gọi là ngọc tỏi, để chế biến các món xào cực hấp dẫn. Để thu hoạch tỏi đúng thời điểm, bạn hãy quan sát phần lá tỏi. Số lá tỏi mọc quanh thân tương ứng với số tép của củ bên dưới. Khi 1/2 số lá khô héo, có nghĩa tỏi đã sẵn sàng để bạn thu hoạch. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Loại cỏ quý hơn vàng, bà đẻ con nít khỏe mạnh quanh năm, mọc đầy ít người biết. Hồi còn bé xíu, em và lũ bạn hay ngắt cỏ này để chơi đồ hàng. Sau khi về làm dâu, mới biết nó lại là loại thuốc quý mà y học cả Đông lẫn Tây đều quý trọng. Em thấy một số chị từng tuyên bố gạch mặt các bài thuốc dân gian, phần vì dùng lâu mà vẫn chưa thấy tác dụng, phần vì gặp một vài tai nạn trong quá trình dùng nên tưởng. Nhưng em khuyên thật các chị nhé, làm như vậy là thiệt lắm đấy ạ. Bản thân em cũng là một bà mẹ, đọc cũng nhiều, đi nhiều và chẳng bao giờ tin vào những quan niệm lạc hậu, cổ hủ để áp dụng nó trong cách chăm con của mình. Tuy nhiên, rất nhiều người quan sát, để ý nhà hàng xóm và thử nghiệm con mình. Em cho rằng vẫn có một số bài thuốc dân gian thực sự tác dụng, nếu không nói là rất hiệu nghiệm. Nếu các mẹ chưa tin, hãy xem em làm chuột bạch thế nào nhé. Hồi có bầu được 8 tuần, do em không biết mình mang thai nên cứ chạy sách chạy ngửa, lo việc cửa hàng. Kết quả là em bị động thai, chảy cả máu. Vì khi ấy em mang bầu con trai đầu, lại là cháu đích tôn của cả nhà, nên chồng em phải cất công rước mẹ chồng từ dưới quê lên chăm. Lúc lên, bà mang theo rất nhiều thứ cây trồng trong vườn nhà, trong đó có cả một bịch cỏ bự, dài dài mà mới nhìn em chưa đoán ra là gì. Bà bỏ ra cho xem, em mới biết loại cỏ này. Ngày trước em và lũ bạn vẫn thường bước, cho lên bắt dây thương và chơi trọi gà. Nghe má nói, lấy cỏ này xắt nước để uống. Tưởng nói chơi, ai ngờ hôm sau má làm thật. Má bảo đây là cỏ màng trầu. Chỉ cần em chăm chỉ uống ngày 2 lần, buổi sáng và tối, thì ít hôm nữa sẽ hết động thai mà chứng ốm nghén cũng khỏi luôn. Ban đầu em cũng hơi ngại uống, vì từ trước giờ chỉ trọng thuốc tây, vừa nhanh hiệu quả, lại là cả xã hội người ta đều dùng. Nhưng vì má chồng cứ kè kè bên cạnh nên chẳng dám bỏ. Cũng may cho em, vị của nó dị uống, vị ngọt ngọt và hơi đắng đắng tí tẹo. Sau 5 ngày uống liên tục thứ nước này, chồng đưa em đi tái khám lại.
đến cả bác sĩ cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Từ sau lần ấy, em bắt đầu tin tưởng công dụng của cỏ mần trầu này, nhưng cũng không nghĩ nó lại có nhiều lợi ích như thế. Lúc em sắp sinh, má chồng lên thăm cũng đùm đều quà quê và không quên gói cho em một bịch cỏ mần trầu, dặn dò: con đẻ xong, nấu nước cỏ mần trầu uống thì dịch sẵn sẽ mau hết. Nếu con bị vàng da, trúng ngày trời không có nắng, lấy cỏ này tắm cho con thường xuyên sẽ khỏi ngay. Còn không, cứ lấy nó tắm cho thằng bé hằng ngày, để sau này có mũi chích hay con gì cắn sẽ không bị ghẻ lỡ, da dẻ cũng mát mẻ. Nhớ lời má dặn, sau sinh em cũng nhờ mẹ ruột sắc uống thử xem sao. Thấy em chỉ mới 2 tuần đã sạch sẵn dịch, bé mẹ đẻ em đã có kinh nghiệm sinh cả 5 đứa con cũng còn phải há hốc miệng không tin. Về phần con em, Tiku không bị vàng da, nhưng em cũng lấy cỏ này nấu nước cho bé tắm thường xuyên. Lại thêm lần nữa, em chứng thực cỏ này đúng là sự thật. Như những đứa trẻ khác, mỗi lần bị con gì cắn thì nổi sưng đỏ, lở lét và để lại sẹo thâm, chứ còn em thì không. Đã vậy, em cũng chưa thấy con nổi đợt rôm nào, dù thằng bé đến nay đã được hơn 3 tuổi. Qua rất nhiều lần sử dụng, với nhiều mục đích khác nhau, em cũng rất tò mò về loại cỏ thần sầu này, nên mày mò tìm hiểu thêm. Dưới đây là những gì em biết về công dụng của loại cỏ này, cũng như các bài thuốc quý cho bà bầu lẫn trẻ nhỏ. Các mẹ có thể nghiệm xem nhé. Nhận biết cỏ mần trầu. Tên gọi thông thường nhất là cỏ mần trầu, nhưng một số vùng quê khác còn gọi nó là cỏ vườn trầu, cỏ mần trầu hay cỏ gián. Cỏ này mọc nhiều ở ven đường, ven bờ ruộng hoặc các bãi đất hoang. Rễ của cỏ rất chắc, khỏe và thân cao tầm ngang đầu gối, 15-90cm. Mỗi cây cỏ đều có bông, tẻ ngón từ 5-7 nhánh, tuổi đều theo vòng tròn. Tất cả bộ phận của cỏ từ rễ đến thân, hoa quả đều có thể dùng làm thuốc. Ở đây, em xin chia sẻ với các mẹ các bài thuốc cho bà bầu và trẻ nhỏ mà em đã sưu tầm được từ các nguồn tài liệu y học khác nhau. Để chăm bà bầu, trị chứng cao huyết áp thai kỳ. Lấy cỏ cây gồm rễ, sau khi rửa sạch, thái nhỏ và cân đúng 50g. Lấy phần cỏ này đi giã nát và hòa với một bát nước sôi. Cuối cùng, bắt lấy nước trong để uống ngày 2 ngày. Vì cỏ đã có vị ngọt tự nhiên nên không cần thêm đường, nhưng nếu thấy quá khó uống, có thể thêm chút xíu đường. Trị động thai, táo bón, lo âu, non ngán, đau đầu hoặc tức ngực. Phơi cỏ mần trầu khô, ngày lấy 12-16g nấu với 500ml nước, còn lại 300ml và uống ngày 2-3 lần. Ăn thai, 8g cỏ mần trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Ăn thai, 8g cỏ mần trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và xắt lấy nước uống ngày. Tất cả đem rửa sạch. Ăn thai, 8g cỏ mần trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và xắt lấy nước uống hàng ngày. Để sản dịch mau hết, ngày xắt 50g cỏ mần trầu, lấy nước uống từ 2-3 lần để sản dịch mau hết và cơ thể sạch sẽ từ bên trong. Ngoài ra, để chống rụng tóc như mưa sau sinh và chữa bệnh sa tử cung, người ta cũng dùng đến cỏ mần trầu. Để chăm các con, trẻ mụn nhọt, rôm sảy, nổi ban đỏ, tưa lưỡi, lấy khoảng 120g cỏ mần trầu tươi rửa sạch, giã nát và vắt lấy nước cho trẻ uống. Nếu là cỏ khô, lấy 20g xắt với 400ml nước, còn 100ml và chia uống ngày 2 lần. Trị trẻ bị viêm da, vàng da, lấy 60g cỏ mần trầu xắt lấy nước cho bé uống hoặc lấy nước tắm. Để tăng công hiệu, có thể tìm cây tổ kháng được, một loại cây gió, khoảng 30g để xắt nước cùng. Trị trẻ bị sốt cao, co giật, lấy 120g cỏ mần trầu xắt với 500ml nước, còn lại 300ml, sau đó thêm ít muối và cho bé uống liên tục trong vòng 12 tiếng đầu. Trị trẻ bị cảm, nóng sốt, lấy 16g cho mỗi loại gồm cỏ mần trầu và cỏ chanh để xắt lấy nước cho bé uống. Phòng ngừa viêm màng não truyền nhiễm, mỗi ngày xắt khoảng 30g cỏ mần trầu và cho bé uống liên tục trong 3 ngày vào thời điểm dịch viêm màng não xuất hiện. Sau đó, cách 10 ngày lại cho bé uống với liều lượng tương tự.
trẻ đá dầm. Lấy 20g cỏ màng trầu, 20g mùi tàu, 20g rau ngổ, 10g cỏ sữa lá nhỏ, đem rửa sạch và sắc cho bé uống sau bữa ăn chiều. Trị độc trong, ghẻ lỡ, mẵn ngứa. Lấy 50g màng trầu tươi, giả lấy nước cho bé uống ngày 2-3 lần. Trị viêm gan vàng da. Trẻ có dấu hiệu vàng da do viêm gan, lấy 50g cỏ màng trầu tươi, 20g rễ tổ kiến lược, sắc lấy nước uống ngày 3 lần. Trị bong gân. Bé vui chơi, chạy nhảy bị té ngã, bong gân. Lấy cỏ màng trầu giã nhỏ và đắp trực tiếp lên chỗ bị bong gân, sau đó dùng vải sạch quấn lại. Sau khoảng 3 ngày trị, trẻ sẽ khỏi. Đây là chia sẻ của em, các mẹ có thể thử hoặc không tùy lựa chọn. Tuy nhiên, sau thời gian bầu bí và chăm sóc con nhỏ, em rút ra được một điều này. Đôi khi bản năng người mẹ sẽ chỉ cho mẹ biết phải làm gì, thay vì luôn răm rắp theo lời bác sĩ hoặc một lời chỉ dẫn nào đó. Vì vậy, chỉ có mẹ mới là người chăm con tốt nhất. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đã có lời giải cho câu hỏi ăn quả trứng cá có lợi hay có hại. Nhiều người nhìn thấy những quả trứng cá chín đỏ mọng và ngọt liệm đều muốn cho ngay vào miệng, nhưng lại chần chừ vì không biết nó có lợi hay hại cho sức khỏe. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh quả trứng cá dọc các con phố phường. Quả trứng cá đỏ mọng, có hương vị ngọt mát, chắc chắn làm hài lòng nhiều người, nhất là con trẻ. Thế nhưng, nhiều người e ngại về tác dụng của nó đối với sức khỏe. Có người cho rằng tốt, người khác lại phủ nhận là không tốt. Vậy rốt cuộc, chúng ta có nên ăn thứ quả này hay không? Với những ai chưa từng tìm hiểu kỹ về cây trứng cá, thì cây trứng cá hay còn gọi là mật sâm, có danh pháp hai phần là Mutinja calabura. Loài cây này có đặc trưng, đó là có thể phát triển tốt trên đất nghèo dinh dưỡng, có khả năng chịu được các điều kiện chua mặn và khô hạn. Cây trứng cá có nguồn gốc ở miền Nam Mexico, Caribe, Trung Mỹ và miền Tây Nam Mỹ, phía Nam của Peru và Bolivia. Thế nhưng, giờ đây, loài cây này phát triển không chỉ ở khu vực nguồn gốc bản địa, chúng còn mọc ở một số khu vực khác thuộc vùng nhiệt đới, trong đó có vùng Đông Nam Á. Có người sẽ thắc mắc, vì sao chúng lại có tên là quả trứng cá? Câu trả lời là, quả trứng cá khi chín mọng có thể ăn được, có vị ngọt, mọng nước và bên trong chứa nhiều hạt nhỏ, màu vàng trông giống như trứng cá. Có khá nhiều trẻ con cũng như người lớn dường như yêu thích loại quả này. Ngoài vị ngọt, chúng còn có vị béo ngậy giống như bơ và vị thơm đặc trưng. Trên thế giới, loại cây này cũng được ưa chuộng. Tại Mexico, quả trứng cá còn được thu hoạch để ăn và bán ngoài chợ. Quả có thể chế biến thành mứt và lá có thể sử dụng như một loại chè. Tại Brazil, người ta trồng nhiều cây này ven bờ sông. Quả rụng từ cây thu hút các loài cá để sau đó người ta đánh bắt chúng. Một chút thông tin trên đây phần nào cũng lý giải cho câu hỏi ăn quả trứng cá có lợi hay có hại. Thật vậy, giờ đây chúng ta không còn băn khoăn hay lo lắng thêm nữa, bởi vì trên thực tế, quả trứng cá mang tới khá nhiều lợi ích không ngờ cho sức khỏe. 1. Quả trứng cá giúp cơ thể kháng vi khuẩn. Theo kiến thức y khoa, cơ thể của chúng ta vốn đã có sức đề kháng và cơ chế tự chống lại vi khuẩn và các yếu tố xâm nhập bên ngoài. Tuy vậy, đôi khi nó cũng cần sự trợ giúp từ nguồn dinh dưỡng hay thức ăn chúng ta nạp vào cơ thể. Chúng ta có thể bổ sung quả trứng cá, bởi vì đây là một trong những loại quả giúp cơ thể kháng khuẩn. Một khám phá thú vị đó là hàm lượng kháng khuẩn có trong loại quả này tương đương với một lượng nhỏ thuốc kháng sinh tiêu chuẩn. 2. Hỗ trợ quá trình nhận thức và phát triển của não bộ. Trong quả trứng cá có các hợp chất flavonoid. Theo một nghiên cứu, thực phẩm giàu flavonoid sẽ giúp cho quá trình nhận thức được tốt hơn và hỗ trợ sự phát triển của não bộ. Nếu chúng ta thường xuyên ăn quả trứng cá cùng với các loại thực phẩm chứa flavonoid sẽ cực kỳ tốt cho quá trình nhận thức, đặc biệt ở những người lớn có sự suy giảm trí nhớ nhẹ cũng như những người có bệnh thoái hóa thần kinh. 3. Chống viêm. Một đặc tính khác của quả trứng cá là chống viêm, với tác dụng làm giảm sưng.
có rất nhiều thuốc chống viêm, nhưng hầu hết các loại trái cây đều có đặc tính chống viêm, tương tự như loại thuốc này. 4. Ngăn ngừa ung thư. Trong quả trứng cá cũng có một số flavonoid, một loại sắc tố sinh học, các hoạt tính ức chế của các loại vi khuẩn sinh vật gây ra bệnh, hiệu quả để chống lại các căn bệnh ung thư. Ngoài việc ăn quả, bạn cũng có thể sử dụng lá và cành cây để ngăn ngừa sự phát triển của một số loại bệnh ung thư nhất định. Trên đây là một số lợi ích của quả trứng cá. Nhìn chung, không chỉ quả trứng cá, mà hầu hết các loại trái cây đều tốt cho sức khỏe con người. Nếu một ngày bạn dạo chơi trên phố và bắt gặp quả trứng cá chín mọng, vậy hãy thưởng thức món quà của tự nhiên này nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mát gan, giải độc gan bằng tiên dược, chữa bách bệnh ít ai biết. Lá chanh. Lá chanh là một nguyên liệu không thể thiếu khi ăn thịt gà. Nhưng ít ai biết lá chanh cũng là tiên dược chữa được nhiều bệnh. Theo các sách đông y ghi chép, lá chanh có vị ngọt cay, tính bình, trị khái, sát khuẩn, tiêu đờm. Trong các bài thuốc nam, lá chanh cũng xuất hiện với tư cách là thành phần của một nồi nước sông. Nguyên nhân là trong lá chanh có tinh dầu thơm dễ chịu, diệt khuẩn và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Khi dùng làm thuốc, lá chanh thu hái về rửa sạch, thái nhỏ hạt để nguyên, phơi khô ở nơi không có nắng, bảo quản nơi khô ráo để dùng dần hoặc có thể dùng tươi. Sau đây là một số công dụng của lá chanh. Trong lá chanh có tinh dầu thơm dễ chịu, diệt khuẩn và tăng cường miễn dịch cho cơ thể, trị sốt rét dai dẳng. Dùng lá chanh 100g, rượu 30 độ 100ml, lá chanh được thái nhỏ, đổ rượu vào ngâm rồi đem phơi sương một đêm. Uống một lần vào lúc sáng sớm, uống 3 đến 5 ngày liền. Chữa sâu quản. Lá chanh non, lá diếp cá, lá húng chanh, lá mùi tàu, tất cả hái khi còn tươi, mỗi thứ một nắm, thái nhỏ trọn cho đều, gói vào lá chuối hơi nóng, rạch cho thoáng rồi buộc lên vết lép. Sau 24 giờ mới mở và thay miếng khác. Chữa nhức đầu, giải cảm. Một nồi nước lá xong với lá chanh, lá bưởi, lá tre, hương nhu và cúc tần, đồng thời bỏ thêm bạc hà, xả và tỏi, sẽ giúp bạn đánh bật virus cảm cúm và bệnh đau đầu ra khỏi cơ thể. Hoặc nếu sợ xong, bạn hãy sử dụng cách uống như sau. Lá chanh 16g, tỏi 4-6g, lá dùng hoặc lá mít 16g, nghệ 16g, nước 450ml, sắt còn 150ml, uống xong nằm đắp chăn cho ra mồ hôi. Lá chanh cũng xuất hiện với tư cách là thành phần của một nồi nước sông, chữa nhức đầu giải cảm, chữa ho do lành. Gừng tươi và lá chanh, mỗi thứ một ít, sắc từ 400ml nước xuống còn 100ml. Khi uống cho thêm một ít đường, cổ họng sẽ hết ho và ngứa. Mát gan, dùng lá chanh, lá cốt xay, lá gai khô, mỗi vị 12g. Sắc với 3 bát nước trên bếp lửa nhỏ, sao cho còn một bát là được. Chia bát nước ra làm hai, uống sau bữa sáng và tối. Kiên trì thực hiện trong vòng 15 ngày để có kết quả tốt nhất. Dùng lá chanh, lá cốt xay, lá gai khô, mỗi vị 12g, sắc với 3 bát nước trên bếp lửa nhỏ, sao cho còn một bát là được. Giúp tóc bóng mượt. Chuẩn bị lá bưởi, hương nhu và lá chanh tươi, mỗi vị 30g, rửa sạch, nấu lấy nước gội đầu. Chỉ cần từng gội một lần là sẽ có mái tóc bóng mượt hẳn. Nước gội đầu từ lá chanh giúp bạn có một mái tóc bóng mượt hơn. Chữa cảm sốt không ra mồ hôi. Không ra mồ hôi thường lâu và hay để lại biến chứng. Điều cần làm là để cơ thể tiết mồ hôi trở lại để thải độc tố. Để làm được điều này cần 10g lá chanh tươi, sắc lấy nước uống trong ngày. Ngoài lá chanh có thể sử dụng thêm lá cúc tần, lá bưởi, vỏ quýt lược bằng nhau sắc uống trong ngày. Điều trị hen phế quản. Lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả xào vàng sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát. Ngày uống 2-3 lần, dùng liên tục trong 10 ngày. Giảm sưng đau do mụn nhọt, chưa có mủ. Lá chanh 10g, lá cây tầm xong 8g, tinh tre 10g, phơi khô 8 bọt. Rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt rồi băng lại trong khoảng 8-10 phút. Ngày làm 2 lần, bài thuốc này giúp mụn nhọt giảm sưng đau nhanh chóng.
chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em. Khi trẻ em bị đầy bụng, bí tiểu, có thể lấy lá chanh giã nát, hấp nóng, đắp vào rón. Ngoài chữa cảm sốt, lá chanh còn có thể chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em hay bảo vệ răng. Bảo vệ răng. Nếu răng lung lay yếu, hãy lấy 40g lá chanh tươi, đun cách thị lấy nước, ngày ngậm 2-3 lần, mỗi lần 5-10 phút, sau 3-5 ngày, răng chắc hơn. Trị nám sau sinh. Bắt nồi nước lá chanh còn nóng và xông mặt trong 20 phút để đẩy tinh chất ngấm sâu vào da để trị nám, làm cho làn da trắng sáng mịn màng. Với cách xông mặt trị nám sau sinh này, bạn phải thực hiện kiên trì ít nhất trong 3 tháng mới cho kết quả. Hơn nữa, chỉ áp dụng khi đã sinh con được 4 tháng trở lên để đảm bảo sức khỏe cho làn da. Và mỗi lần xong khoảng 15-20 phút thực hiện 3 lần trong tuần, giúp làm mờ nám, làm đẹp da. Chữa bệnh viêm xoang. Tinh chất có trong lá chanh chống lại vi trùng, vi khuẩn gây bệnh xoang. Dùng lá chanh khô, đun sôi trong vòng 10 phút, sau đó chắc lấy nước và sử dụng nó để súc miệng mỗi ngày, giúp thông mũi, thông họng và hạn chế chất nhầy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cây thuốc chữa bệnh về gan, kể cả ung thư thời kỳ cuối. Tôi tên Hòa, 50 tuổi, sống ở thị trấn Lộc Ninh, Bình Phước. Khoảng 1 năm trước đây, sức khỏe tôi bỗng suy giảm, da bắt đầu vàng, bụng chướng, ăn uống không được như trước, sức khỏe yếu dần. Thấy hoài nghi về sức khỏe, tôi lên bệnh viện Chợ Rẫy ở Hồ Chí Minh. Sau một loạt các xét nghiệm và kiểm tra, các bác sĩ đã chẩn đoán tôi có một khối u trong gan và chuyển tôi thẳng vào bệnh viện Ung Bướu ở Bình Thạnh. Tại đây, các bác sĩ lại chẩn đoán thêm một lần nữa, tôi có khối u gan khoảng bằng một trái chanh và đang ở thời kỳ cuối. Cách duy nhất để cứu vãn tình hình đó là mổ lấy khối u, nhưng tỷ lệ thành công là 50%. Cho dù ca phẫu thuật có thành công thì tôi chỉ sống được vài năm. Khi tôi và gia đình biết tin thì vô cùng tuyệt vọng và đau buồn, nên quyết định về nhà và không phẫu thuật vì sức tôi cũng đã yếu dần. Tôi biết rất nhiều người mắc bệnh gan như tôi, nhưng bệnh gan có một đặc điểm là không có một biểu hiện bệnh lý nào biểu hiện ra bên ngoài, nên người bệnh rất khó biết, kể cả các xét nghiệm và khám thông thường cũng không phát hiện ra, chỉ trừ những biện pháp khoa học kỹ thuật cao như CT, MRI. Đến khi người bệnh thấy biểu hiện bệnh lý phát ra bên ngoài thì đã quá muộn. Cũng như tôi, khi đã phát hiện ra là đang ở thời kỳ cuối. Ban đầu tôi nặng 59kg, nhưng từ khi phát hiện bệnh, ăn uống dần không được, mỗi ngày chỉ uống được một muỗng sữa, chẳng thèm khát bất cứ thứ gì. Rồi dần dần tôi chỉ còn 39kg, gầy như da bọc xương và nói thẳng ra là chờ chết. Nhiều người bạn đã chỉ cho tôi dùng sừng tê giác để chữa bệnh. Cho dù gia đình tôi cũng khó khăn, nhưng cũng ráng chạy mua một miếng nhỏ sừng tê giác bằng một đốt ngón tay út. Sừng tê giác chỉ mài uống được 7 lần, nhưng bệnh tình hầu như không giảm. Thật tình cờ, tôi đã được một người bạn chỉ cho một loại cây chữa bệnh gan. Vốn là người gốc Campuchia, nhưng lớn và sinh sống tại gần khu vực biên giới của Bình Phước. Người bạn này đã chỉ cho tôi ăn xoa, vốn là một phương thuốc bí truyền của gia đình. Nhưng vì thương người, người bạn này đã chỉ cho tôi tận tình. Người nhà tôi tức tốc đi tìm cây oan xoa, về sắc nhỏ, rửa sạch, phơi khô, xà vàng hạ thổ rồi đem nấu nước uống. Ban đầu thì nấu thành một chén nhỏ thật đặc cho tôi uống. Sau đó lấy bã còn trong bình, nấu loãng thêm 2 chén nữa. Như vậy là một ngày tôi cố gắng uống được 3 chén thuốc. Không giống như các cây thuốc nam khác, cây oan xoa có vị rất dễ uống, thơm ngon, giống như trà. Khi uống vào bụng tôi còn cao, tôi sùng sụp, như cảm giác bụng đói, hơi khó chịu. Ban ngày đầu uống thuốc, tôi bắt đầu đi ngoài. Ban đầu phòng vô cùng tanh hôi và sền sệt như người hay đi kiết. Tôi đi ngoài được 3 ngày như vậy, sang ngày thứ 4 là bắt đầu đi phân bình thường. Bắt đầu có cảm giác thèm ăn, nhìn bất cứ thứ gì cũng muốn ăn mặc dù trước đây không hề có. Giấc ngủ tôi cũng sâu và ngon hơn trước. Lúc đầu tôi ăn được vài muỗng cháo,
sau đó tăng lên một chén, hai chén, rồi chuyển qua thèm cơm. Rồi từ từ, tôi đã ăn uống lại bình thường, da dẻ hồng hào, không còn vàng da như trước. Đặc biệt bụng tôi bắt đầu xẹp dần, thon gọn trở lại. Quá trình chuyển biến từ uống một muỗng sữa sang ăn cơm, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh chỉ vẹn vẹn trong vòng 3 tháng. Người nhà tôi đã đưa tôi xuống bệnh viện ung bướu tái khám. Thật không ngờ, khối u trong gan đã biến mất, chỉ còn lại lớp bọc bên ngoài, nhỏ như đầu ngón tay út. Các bác sĩ và người nhà tôi cũng hết sức ngỡ ngàng, bệnh tình tôi đã khỏi và khỏe mạnh trở lại. Cái A xoa quả đúng là thần dược, đã đưa tôi từ cõi chết trở về. Lúc này tôi mới biết quý sinh mạng của mình hơn, và thương những người cùng cảnh ngộ không may mắn gặp được thần dược như tôi. Từ khi phát hiện loại cây này, tôi đã chỉ rất nhiều người bệnh về gan như viêm gan CVB, C, ung thư gan, men gan cao, hay thậm chí những người hay đau lưng, nhức mỏi, xanh da, mất ngủ đều khỏi hẳn, kể cả những người tim hay mệt cũng giảm bớt. Thêm một trường hợp khác cũng là người bạn tôi, bị chứng viêm gan C, da dẻ cũng vàng, bụng cũng chướng, kèm theo viêm đại tràng cấp mãn tính, nhưng chưa đến mức nặng như tôi. Theo lời khuyên của các bác sĩ, những người viêm đại tràng không nên dùng thuốc nam, vì thuốc nam có tính hàn. Nhưng người bạn của tôi vẫn muốn dùng thử để chữa bệnh, mặc dù không tin là mấy. Thật không ngờ sau vài ngày sử dụng, bạn tôi đã đi phân lỏng, sau đó đi phân bình thường, rồi từ từ da dẻ cũng hồng hào, khỏe mạnh lại. Người bạn này chỉ muốn sử dụng một tháng, nhưng viêm đại tràng đã dần hồi phục, không còn bị phân lỏng, và khỏe mạnh như người bình thường. Như vậy, không chỉ chữa bệnh gan, mà ăn xoa còn chữa bệnh đại tràng cực kỳ hay, kể cả những người bị bệnh trĩ. Thật ra, chức năng chính của cây ăn xoa là giải độc gan, viêm, xương tấy ở hệ ruột. Ngoài chức này, thì tôi chưa biết đến công dụng nào khác. Nhưng tất cả các bệnh về gan, tôi chắc chắn với mọi người rằng, tất cả các bệnh liên quan đến gan, nó đều chữa được, kèm theo kích thích tuần hoàn, tiêu hóa cực tốt, ăn được, ngủ được. Ngoài công dụng chữa bệnh, nó còn là một thần dược để làm đẹp da. Nhiều chị em trở nên hồng hào, mặt càng tròn, trông trẻ hơn rất nhiều. Tôi đã uống rất nhiều loại thuốc nam, không có cây nào dị uống khỏe mạnh, đẹp da, giảm mỡ gan, giảm mỡ bụng hiệu quả bằng cây A xoa. Trái của cây A xoa nhờ ơn cứu mạng của cây A xoa. Nhờ ơn cứu mạng của cây A xoa nên tôi đã cố gắng chia sẻ tất cả những gì tôi biết về loại cây này sẽ đến các bác, cô, chú, anh chị em gần xa. Tại Bình Phước, loại cây này hiện đang được nhiều bà con dùng, cho dù bệnh hay không bệnh đều dùng cây này nấu nước uống thay nước lọc hàng ngày. Nhưng chỉ một phần nào đó, vì cây thuốc quý này không phải ai cũng biết và tin dùng. Nhưng trong tương lai, bằng tấm lòng của mình, tôi sẽ chỉ cho nhà nhà, người người đều dùng để bà con được mạnh khỏe, vui vẻ. Tôi mong các anh chị, cô chú, các bạn nếu ai trong tình cảnh như tôi, có thể tìm đến loại cây này để chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Hiện nay, tôi chỉ biết cây an xoa mọc ở khu vực tỉnh Bình Phước, gần nơi biên giới và mọc hoang gần các đường mương. Nếu có cơ hội, bà con cô bác có cơ duyên gặp được cây này và mang về xác thuốc uống để chữa bệnh. Chú ý, do cây thuốc có nhiều cây na ná như nhau, có một loại cây rất giống với cây an xoa từ lá, thân cho đến bông và cả trái. Tuy nhiên, cây này mới ra, trái có màu đen chứ không màu xanh như cây an xoa và chưa biết có công dụng gì không. Mong bà con cần quan sát kỹ trước khi hái về uống. Trái cây an xoa có thể hơi ngứa nên bà con nhớ bỏ trái, chỉ lay lá, thân, cành để nấu nước uống mà thôi. Đây là một bài thuốc chữa bệnh gan và ung thư của độc giả chia sẻ, nhưng chưa được kiểm chứng, thông tin chưa được xác thực. Bạn đọc nên tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chạm mặt cây chữa ung thư mà không biết. Xung quanh vườn nhà của mỗi gia đình có rất nhiều cây thuốc nam có tác dụng chữa bệnh thần kỳ nhưng ít người biết. Trong số này có cây nút nát, tên khoa học là Asculum indicum Ven. Đây vừa là cây thực phẩm,
vừa là cây thuốc vô cùng quý trong văn hóa chữa bệnh của người Việt. Lá, hoa và quả khi còn non có thể làm món xào, luộc hay nộm. Hoa và quả thường thu hoạch vào mùa hè. Trên thế giới, các nhà khoa học cũng có nhiều nghiên cứu và xác minh thực nghiệm về tác dụng chữa bệnh của cây núc ná. Trong đó, nổi bật là điều trị các bệnh như dạ dày, viêm gan, dị ứng, viêm phế quản, mụn nhọt, lị và đặc biệt là ung thư. Trong hạt và quả cây núc ná có chứa ít nhất 5 loại flavonoid, có tính kháng histamine, tác dụng tốt đối với bệnh dị ứng, mề đay và mẩn ngứa, và chất đắng kết tinh arosilin, alkaloid. Hạt núc ná phơi khô, sắc uống, hạt tán bột uống có thể giúp điều trị viêm hạ cấp và mãn tính, viêm phế quản, ho gà, đau dạ dày, đau mạn xương. Với vỏ núc ná, thường được đẽo trên vỏ cây còn sống, khi phơi, sấy khô, thường gọi là hòn bá nam, có vị đắng ngọt, tinh mát, có tác dụng thanh nhiệt táo thấp, tiêu thủng, giải độc. Ngoài ra còn có tác dụng chữa viêm gan, vàng da, viêm bàng quang, địa chảy, viêm họng, viêm phế quản, hen phế quản, ho khan tiếng, sởi, mề đay. Dùng vỏ núc ná lượng 9 đến 15g, sắc hạt nấu thành cao uống, kết hợp bồi ngòi, hạt rửa giúp điều trị dị ứng, mề đay. Đặc biệt, hòn bá nam có hiệu quả rất tốt trong điều trị ung thư. Hòn bá nam là vị thuốc chính, để kết hợp với những vị thuốc nam khác để giải độc cơ thể, cân bằng nội môi, điều chỉnh hệ miễn dịch trong cơ thể để loại bỏ dị vật, khối u, tế bào lạ. Do vỏ núc ná có chứa ít nhất 5 loại flavonoid, phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên, không can thiệp cũng là xu hướng của thế giới hiện nay, tức dùng các loại dược vật thay cho hóa chất tổng hợp để chữa các bệnh chuyển hóa, miễn dịch theo quy luật sinh học. Một số bài thuốc khác từ vỏ cây núc ná: chữa đau tức hạ sườn phải, da vàng, nước tiểu đỏ, do can khi ức kết. Vỏ cây núc ná: hòn bá nam 16g, bạch thược 12g, hạt dành dành, chi tử 12g, đan bì 12g, nhân trần 12g, xài hồ 16g, sa tiền 12g, cỏ nhỏ nồi 16g, rau má 20g, cam thảo đất 16g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây núc ná 16g, chó đẻ răng cưa 16g, có xay 16g, xài hồ 12g, đương quy 16g, tam thất 10g, thanh bì 12g, cơm rượu 16g, sa tiền 12g, rễ cỏ tranh 16g, cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa đau dạ dày: vỏ cây núc ná, bồ hòn, ngũ linh chi, ô tạc cót, sắc nước uống. Chữa viêm da, dị ứng, mụn nhọt, mãn ngứa: vỏ cây núc ná sau qua 16g, kim ngân hoa 16g, kinh giới 16g, phòng phong 10g, hạt dành dành 10g, xài hồ 16g, đinh lăng 16g, xuyên khung 10g, bạch chỉ 10g, xài đất 16g, lá cơm rượu 16g, ức kim 10g, cam thảo 10g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây núc ná 16g, lá đường đỏ 14g, cái dầu ngựa 14g, kim ngân hoa 16g, tô mộc 10g, trần bì 10g, cúc hoa 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Thuốc rửa hạt bôi tại chỗ: vỏ cây núc ná, hòn bá nam 50g, lá kinh giới 30g, lá đinh lăng 30g, sắc lấy nước rửa hạt bôi ngoài da ngày 2 lần. Chữa bệnh sởi cho trẻ em: vỏ cây núc ná 6g, kinh giới 6g, kim ngân hoa 4g, liên kiều 6g, lá diếp cá 5g, mã đề 4g, xài đất 5g, hoa hồng bạch 4g, huyền sâm 8g, xài hồ 4g, cam thảo 2g, đương quy 4g, sắc uống ngày 1 thang chia 3-4 lần. Chữa lị: vỏ cây núc ná 20g, hòn liên 12g, cỏ sữa 20g, khổ sâm 16g, lá nhót 20g, cỏ mài 16g, hạt sen 16g, bạch trực 12g, chích cam thảo 12g, cỏ nhỏ nồi sao đen 20g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây núc ná 16g, búp ổi 12g, đinh lăng 20g, khổ sâm 16g, rau sam 20g, hoa hè sao đen 16g, cỏ sữa 20g, bạch trược 12g, cỏ ngũ sắc 16g,
ngũ gia bì 16g, hoàng đằng 12g, chích cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa vú có cục rắn, đau. Vỏ cây nước nát 16g, hương nhu 16g, cắt căn 16g, trinh nữ hoàng cung 6g, ức kim 10g, tám nhân sao đen 16g, đinh lăng 16g, hè hoa sao vàng 20g, đương quy 12g, hoàng kỳ 2g, xuyên khung 12g, tam thất 12g, huyền sâm 16g, xương bồ 12g, chích cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần, dùng trong 20 đến 30 ngày một liệu trình. Lưu ý, người mắc chứng hư hàn gây đau bụng, đầy bụng tiêu chảy cẩn thận khi dùng nút nát. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm nghiêm trọng khi ăn trứng luộc bạn phải bỏ ngay. Bạn buộc phải bỏ ngay thói quen ăn trứng luộc dưới đây nếu không muốn nguy hiểm cho sức khỏe. Trứng gà là thực phẩm được sử dụng thường xuyên trong bữa ăn của người Việt. Không chỉ thơm ngon, nó còn chứa các chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể như vitamin, chất béo, khoáng chất. Đặc biệt, trong trứng gà có nhiều protein, dưỡng chất cần thiết để cơ thể phục hồi và phát triển bình thường. Tuy nhiên, nhiều chị em nội trợ thường xuyên mắc phải những sai lầm khi chế biến và ăn trứng gà. Không ngâm trứng trong nước lã. Nhiều người sau khi luộc trứng gà thường cho chúng vào một bát nước lã để dễ bóc vỏ. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, trứng gà tươi vốn là một lớp màng bảo vệ ở bên ngoài để ngăn chặn sự xâm nhập của các vi sinh vật. Khi luộc chín, trên vỏ trứng gà không còn lớp màng này. Vì thế, khi trứng chín được đặt trong nước lã, túi khí bên trong quả trứng có tác dụng cản trở khí lạ từ môi trường bên ngoài cũng bị phá vỡ do nhiệt độ hạ xuống đột ngột. Thời điểm này, nước và các vi sinh vật dễ dàng xâm nhập vào bên trong, khiến trứng bị mất chất và nhanh hỏng. Ăn nhiều trứng buổi sáng. Trứng là món ăn được nhiều người yêu thích cho bữa sáng. Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều trứng vào thời điểm này. Hàm lượng protein cao trong trứng sẽ khiến cơ thể khó hấp thụ và gây sức ép cho hệ tiêu hóa. Không ăn trứng gà luộc chưa chín để qua đêm. Theo đánh giá, các chuyên gia dinh dưỡng trứng gà để qua đêm có nên ăn hay không còn tùy thuộc vào quả trứng đó đã luộc chín hay chưa. Đối với những quả trứng luộc chưa chín hay lòng đào thì tốt nhất là không nên ăn. Bởi với trứng gà luộc để qua đêm, nhiệt độ trên 10 độ C sẽ khiến cho các vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Vì thế, khi ăn vào, các bạn có thể mắc phải các triệu chứng như đầy hơi, nóng, chướng khí, dạ dày khó chịu, thậm chí là tiêu chảy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mặt trái đáng sợ của món trứng vịt lộn bổ dưỡng. Không thể phủ nhận những công dụng của trứng vịt lộn, nhưng khi sử dụng thực phẩm này, bạn cần có hiểu biết đầy đủ về cái lợi và hại để có cách dùng, cách ăn sao cho có lợi nhất. Trứng vịt lộn được coi là món ăn bổ dưỡng có tác dụng vàng, không chỉ là thực phẩm, trứng vịt lộn còn được coi là vị thuốc bồi bổ cơ thể. Không thể phủ nhận những công dụng của trứng vịt lộn, nhưng khi sử dụng thực phẩm này, bạn cần có hiểu biết đầy đủ về cái lợi và hại để có cách dùng, cách ăn sao cho có lợi nhất. 1. Những lợi ích của trứng vịt lộn. Theo đông y, trứng vịt lộn có tác dụng tu tâm, dưỡng huyết, ích trí, giúp cơ thể nhanh tăng trưởng. Khi dùng chung với gia vị như rau răm, gừng tươi, trứng vịt lộn trở thành một bài thuốc chữa bệnh thiếu máu, suy nhược cơ thể, còi cọc, đau đầu, chóng mặt, yếu sinh lý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng hiện đại, trong trứng lộn có chứa 13,6g protein, 12,4g lipid, 82mg canxi, 212mg phốt pho, 600mg cholesterol, 182 calo năng lượng. Ngoài ra, trong mỗi quả trứng còn chứa rất nhiều vitamin A, tiền vitamin A, chất sắt, glucid, vitamin B1 và C. Để phát huy hết công dụng của trứng vịt lộn,
người ta thường ăn kèm với rau răm, gừng tươi và một chút muối. Đây cũng chính là những vị thuốc đông y giàu dược tính. Gừng tươi có tác dụng kích thích tiêu hóa, giải độc thực phẩm, tăng cường chức năng tình dục. Trong khi đó, rau răm tính ấm, có tác dụng ấm bụng, chống đầy hơi, sát trùng, tán hàn, ích chí, mạnh gan cốt, chữa lành bụng, say nắng. 2. Tác dụng khi ăn nhiều trứng vịt lộn. Nhiều người chỉ hiểu đơn giản là ăn trứng vịt lộn quá nhiều không tốt, nhưng cụ thể không tốt như thế nào thì lại không rõ. Thực ra, nếu lạm dụng món ăn này và sử dụng không đúng cách, thì tác hại của nó không chỉ là không tốt, mà rất có hại cho sức khỏe. Gây thừa vitamin A. Ăn nhiều trứng vịt lộn và ăn một cách thường xuyên cũng khiến cơ thể bị dư thừa vitamin A. Lượng vitamin A dư thừa này sẽ tích lũy dưới da, gan và làm vàng da, bong tróc da, ảnh hưởng xấu đến việc hình thành xương. Nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm. Trứng vịt lộn tuy giàu đạm nhưng cũng chứa nhiều cholesterol, nhất là những cholesterol xấu, góp phần gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ, bệnh gút. Những người đã có sẵn bệnh cao huyết áp, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, tim mạch, viêm gan thì càng nên hạn chế ăn trứng vịt lộn. Nếu ăn quá nhiều sẽ dẫn đến tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ, ảnh hưởng đến sinh lý. Bản thân trứng vịt lộn không làm ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của người ăn, nhưng nếu ăn nhiều trứng vịt lộn cũng có nghĩa bạn đã tiêu thụ nhiều rau răm, loại gia vị được cho rằng làm suy yếu khả năng sinh lý của quý ông. Đông y cho rằng ăn nhiều rau răm sẽ sinh nấm rác, giảm khả năng tình dục của nam giới. Các nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy rau răm chứa một số loại tinh dầu có khả năng ức chế tình dục. Không tốt cho người tỳ vị hư, yếu. Theo đông y, trứng vịt lộn tính lạnh, mát. Người có tỳ vị hư, ăn vào dễ gây trì tệ. Theo đông y, trứng vịt lộn tính lạnh, mát. Người có tỳ vị hư, ăn vào dễ gây đầy trệ, không tiêu, gây bán buồn, ảnh hưởng không tốt đến gan, thậm chí dẫn đến nguy cơ xơ gan. 3. Ăn sao cho đúng. Nên ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng để dạ dày có thời gian tiêu hóa hết chất dinh dưỡng có trong loại thực phẩm này. Không nên ăn vào buổi chiều hoặc tối dễ gây đầy bụng, khó chịu, không tiêu hóa được. Ăn bao nhiêu cho đủ. Trẻ em dưới 5 tuổi không nên ăn trứng vịt lộn, do hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, dễ dẫn đến tình trạng không tiêu hóa được, ảnh hưởng tới sức khỏe. Trẻ trên 5 tuổi nên ăn 1/2 quả trứng một lần, tương ăn từ 1 đến 2 lần. Bà bầu nên ăn mỗi tuần 2 quả và khi ăn, hạn chế hoặc không ăn rau răm. Những người có bệnh cao huyết áp, tiểu đường, viêm gan, gan nhiễm mỡ, tim mạch, gút cũng nên kiêng hoặc không ăn nhiều trứng vịt lộn. Người gầy yếu, muốn tăng cân nên ăn nhiều trứng vịt lộn. Khi ăn nhớ kèm theo đĩa lạc hoặc một chút dầu ăn để giúp hấp thu dưỡng chất có trong trứng vịt lộn tốt hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn, hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt, giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh.
Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Nhi Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bọt và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.